Alo uh, kính thưa quý vị và các bạn uh, Cách đây khoảng uh, hơn một năm uh, Tức là vào ngày uh, ngày 5 tháng 1 năm 2020 đó, Thì uh, Nguyễn xin uh, đã từng phát biểu uh, Ở trên uh, kênh uh, youtube của cậu ấy rằng uh, Tôi đã nói với tỉnh Thấp bồng Lai Với tất cả những người đang sống ở đó Rằng tôi sẽ tài trợ toàn bộ chi phí Xét nghiệm ADN cho họ Để họ có một cái cơ hội minh bạch với dư luận và những cái tin đồn rằng các chú tiểu đó là con cháu ruột của họ Nhờ Họ không đi Họ không đi Và tôi tặng thêm tiền luôn Có nghĩa là thêm 850 triệu tôi thưởng cho họ Nếu như kết quả nó, 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 bảo vệ họ Tôi sẽ tặng thêm một khoản tiền đó nữa Họ không chịu đi Một doanh nhân ở quận tư liên hệ với tôi Và cam kết rằng anh sẽ bỏ ra thêm 3 tỷ nữa để cho tỉnh thất bồng lai xây dựng lại toàn bộ cái cơ sở với điều kiện phải có kết quả giám định adn và các bé đó không phải là quan hệ quyết thống gì với ông lê tùng vân thì họ sẽ cho thêm 3 tỷ nữa có nghĩa là tới thời điểm này là gần 4 tỷ các ông, các ông không làm gì sai đúng không ạ mấy đứa con đó mấy con mồ coi đúng không ạ là ngoài đường đúng không ạ à? không dắt nó đi khám xét nghiệm adn đi sẽ có xe tới tận nơi chở bọn trẻ con đi xét nghiệm đi đi xét nghiệm adn người ta tài trợ toàn bộ chi phí các ông được thêm 4 tỷ nữa sao các ông làm à là vì, vì, vì các bạn lại định nói là vì người ta tu người ta mừng tiền đúng không ừ. thế các bạn có biết cái chuyện là ông lê tùng vân từng, từng 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 tham gia vào các cái sàn chứng khoán các cái đa cấp gì với cái số tiền là Gần cả chục tỷ hay không Mà các bạn bảo là Là ổng không cần tiền Các bạn biết ổng đang sở hữu tài sản đất đai như thế nào không <laughs> Từ những năm trước Gần cả chục năm trước Là phải chia các cái đứa trẻ mồ côi Trong thanh đức ra Để cho bọn nó đi giữ đất Đi giữ đất Mà Các bạn biết đất đai Tài sản của ổng nhiều đến như thế nào rồi tôi ở đây tôi không công kích tôi không phải là đến một cái ngôi chùa xong đứng trước cửa chùa chửi bới tôi không phải đến một ngôi chùa xong tôi loi tôi soi mói từng cái đời sống của các cái tăng ni trong đó mà tôi đang đến một cái nơi khoác lên mình áo thầy tu nhưng mà lại mượn danh của, của phật pháp để trục lợi đem trẻ con ra con cái của mình ra gắn lên người nó một cái mát mồ côi để vận động quyên góp tiền để cho đi tham gia các cái game show để lấy được tình thương mọi người để làm cái gì thì mục đích ở đây ai chắc chắn ai cũng sẽ hiểu là người thông minh tôi nói tới đây là hiểu hết rồi mà vào cái thời điểm đó đó thì rất nhiều những cái uh, youtuber những cái người mà bảo vệ tạm đó thì uh, vào chửi bới rồi nặng nhẹ uh, nói chung là xuyên tạc Nguyễn xin rất là nhiều uh, nhưng mà không có một ai ở trong tạ am cũng như là những cái người youtuber đó dám vào tạ am để khuyên họ là nên đi xét nghiệm ADN. The theo cái lời thách đấu của nguyễn sinh à, mà họ chỉ có biết là lăng mạ và chửi nguyễn sinh thôi à, ngay cả tạ bên bờ vũ trụ cũng vậy họ vẫn biết được cái nội dung của nguyễn sinh nói là như thế nào rồi à, biết được cái lời thách đấu của, của nguyễn sinh nhưng mà họ vẫn không dám đi xét nghiệm à, để từ đó thì cái cái làn sóng mà mà uh, lật mặt tạm lên cao rất là nhiều và họ không dám đi làm để làm sáng tỏ mọi chuyện cũng như là đi đi lấy lại danh tiếng đúng không à, đằng này họ vẫn im lặng và bẵng đi một thời gian thì cũng khoảng một năm nay đó thì dường như cái um, họ họ nghĩ rằng đó, là cái lời thách đấu của nguyễn xin nó 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 nó, nó lui vào dĩ vãng rồi à, thì bắt đầu uh, bên fan cuồng á họ lại uh, lôi ra cái chuyện uh, xét nghiệm đó uh, để thách thức ngược lại những cái người mà bên phía phía nói lên sự thật đó nhưng mà nghịch cái á, là ông Lê Tùng Vân ông chỉ chấp nhận là xét nghiệm adn với Minh Tùng thôi chứ không phải là kéo nguyên gia đình đi à, cho nên uh, bên phía Phan Cường họ cho rằng uh, tà am mà đặc biệt á, là ông cụ Lê Tùng Vân uh, ông đang bị oan uh, trước những cái cáo buộc của, um, của của cơ quan chức năng cũng như là của báo chí rồi cộng đồng mạng À, thế cho nên mới đây á cái tên à, thám tử tự cao à, không biết là nhân danh của ai hay là tự anh ta nói ra mà anh phát biểu rằng á, là 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 nếu mà ai chứng minh được ông cụ lê Tùng vân á ông có lùm loan, à, hoặc là là có quan hệ với người phụ nữ á thì anh ta sẽ cho một tỷ đồng à, cũng như là ông lê Tùng vân ổng cũng sẽ chi thêm một tỷ cho ai chứng minh được cái người đó từng có quan hệ với ông và từng có thấy cái chỗ kính của ổng đó à, và sau khi nghe cái lời uh, tuyên chiến bạc tỷ của của uh, thám tử từ cao cũng như là trong Tạm am á thì tối hôm qua uh, trong cái buổi uh, livestream của lê thanh minh tùng um, uh, uh, chị hoàng quanh chị tư cung muối đã lên tiếng thách đấu ngược lại tất cả fan cuồng của tạ am cũng như là tạ am luôn uh, trong đó có cả nguyễn trường giang uh, thám tử từ cao luôn nha thì uh, chị quanh mới nói rằng á uh, chị sẽ bỏ ra toàn bộ chi phí uh, như là đi lại ăn uống rồi đó để đưa gia đình cả gia đình của ông Lê Tùng Vân đi xét nghiệm ADN. Đấy nếu mà chị thua cuộc tức là ông Lê Tùng Vân á, uh, ông thật sự ông còn riêng á, uh, thật sự thì ông không có cái gì với con cháu ông, mấy mấy người trong tam thì uh, chị sẽ thua chấp nhận thua 2 tỷ và ngược lại nếu mà ông Lê Tùng Vân ổng thật sự mất riêng và thật sự như những gì mà người ta cáo buộc trên mạng cũng như là trên báo chí à, hoặc là những người trong tà am á, đều là con cháu của ông Lê Tùng Vân thì chị uh, Hoàng Oanh sẽ chỉ lấy 500 triệu thôi lấy 500 triệu của tà am để đãi bà con trên cộng đồng mạng thôi đấy à, nếu như mà bên phía Phan Cuồng và tà am á, chấp nhận thách đấu thì à, sáng ngày mai tức là sáng thứ hai đó à, một, một tháng 3 hả À, một ngày tháng ba sẽ cùng với chị Oanh à, đi lên phòng công chứng ở ở đường Cộng Hòa để à, kêu bằng lập giao kèo đó cả nha à, lập giao kèo vì vì chị này người ta làm ăn lớn người ta nói thật và tổng làm rõ ràng chứ không phải là nói chơi à, bởi vậy cần phải à, phải phải ra phòng công chứng ha, làm à, giao kèo đàng hoàng, chứ đâu có nói suông trên mạng được à, và cũng từ đó đó nếu mà sau ngày thứ hai tức là ngày à, 1 tháng 3 năm 2021 mà bên phía Tạm cũng như bên Phan Cuồng không ai liên lạc với chị á để nhận lời thách đấu đó, đó thì chứng tỏ ở bên đó à, bên Tạm đó họ chỉ chơi võ mồm thôi Phan à, Cuồng hoặc là Nguyễn Trường Giang chỉ chơi võ mồm ở trên YouTube thôi đúng không để lừa fan ở trên YouTube chứ thật sự đâu có dám đối mặt với sự thật đâu đây chứ nếu mà họ bị vu quan thì làm gì mà phải chờ chờ tới giờ mới mới nhận lời đúng không cả nhà À, nếu vậy thì họ đã nhận lời hồi lúc nguyễn xin rồi hồi năm rồi đó để người ta được 4 tỷ chứ đâu có thể nào mà im lặng để cho báo chí đài truyền hình rồi cộng đồng mạng dân chúng người ta súng vô người ta dạch trần ra hàng lọt những cái chuyện kêu bằng dở khóc dở cười rồi những chuyện lừa đảo của họ như như là cái năm nay đúng không à, mà không lẽ cái chuyện đơn giản như vậy mà cái tên thám tử tự cao nó 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 không biết sao ta đúng không nhỉ dễ gì thật sự á mà nó thẳng luôn nó biết á đi biết hết luôn á nó biết còn hơn cái chữ biết đó nữa nhưng mà nó còn biết thêm nữa là chắc chắn gia đình của ông cụ lê tùng quân này sẽ không chấp nhận lời thách đấu đó đi đúng không sẽ không chấp nhận lời thách đấu mà mà để đi xét nghiệm adn đâu nó thừa biết luôn á bởi vậy nó cứ lên trên mạng nó tuyên bố hùng hồ vậy á để fan cuồng á thấy rằng là nó cũng đang bảo vệ đang cực lực bảo vệ tà am đó để từ đó thì lôi kéo thêm fan về cho hắn thôi rồi một ngày nào đó hắn sẽ rút ngựa tri phong và fan cuồng vẫn đi theo vẫn theo ủng hộ hắn vì vì thấy rằng thời gian trước đây hắn cũng cũng nhiệt tình đúng không nhưng mà vì, vì lý do nào đó cho nên hắn sẽ à, giả bộ im lặng rồi từ từ rút lui à, fan vẫn theo ủng hộ nhưng mà hắn không nhắc về chuyện thả nữa đó à, chứ bởi vậy hắn thừa biết là tại không đi chứ tại em có đi đâu mà mà đâu có đi xét nghiệm đâu mà nó sợ thua bởi vậy nó mới tuyên bố như vậy đúng không nhỉ nếu mà họ không đi thì, thì nó đâu có thua đâu có cá cược gì đâu mà thua à, nhưng mà nó sẽ thắng trên mạng thắng trên trên fan cuồng cool. tức là tạo được lòng tin của fan cuồng cool. à, chứ thật sự nếu mà người ta đi nếu mà tại họ đi thì đi lâu rồi à, chứ đâu phải đợi tới giờ à, bởi vậy tính ra cái đầu tên thám tử từ cao này nó cáo, cáo, hơi cáo già hơn toán từ trần rất là nhiều à, mà chắc có lẽ là cáo như vậy á cho nên mạnh thường quân á người ta ít có gửi tiền về cho hán hơn <laughs> so với toán trần không ta thà gửi về cho cái người mà à, khờ khờ như toán trần đi không dễ sai khiến còn nó cáo quá nhiều cái ta sai khiến nó đâu có nghe Đấy. và cũng nhờ vậy á mà toán trần à, tính ra vẫn còn giá trị cho tà am lợi dụng đúng không cả nhà bởi à, vậy anh ta cứ quan qua cái miệng hoài tại vì ít nhất tà am cũng có liên hệ à, có lâu lâu có nhỏ giọt về thông tin ra do thắng Tư trận la 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 lối lên để kéo fan về nữa. À, thì chúng ta sẽ chờ xem coi cái 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 chuyến làm ăn bạc tỷ của tà am tới đâu nha. Nhưng mà khả năng cao là họ không có tham gia đâu. À, nhưng mà nào giờ nó làm ăn bạc tỷ không cả nhà thấy không? Mấy năm nay rồi. Nguyễn xin tỷ rồi tới chị Tư này tỷ rồi làm ăn trong trong giữ không à tới bán rau mà cũng mặt tỷ rách mặt cũng mấy tỷ luôn mà ghê chưa <laughs> rồi xin chân thành cảm ơn cả nhà đã quan tâm theo dõi nha à, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ạ à.